À, kính thưa quý vị, Lâm đang đứng ở trên cầu nơi mà diễn ra thả hoa đăng của nhân dịp 150 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Nguyễn Dương Trực nè quý vị. Đây là không khí hai bên cầu. Đây là hôm nay là ngày 2 tháng 10 2018. Đây là địa điểm sẽ tổ chức. Đêm hội hoa đăng đó quý vị. Trước là công viên của Nguyễn, công viên đường Nguyễn Dương Trực. Đây là đường Bạch Đằng nè quý vị. Có các cửa hàng bán các loại quần áo, giày dép. Lượng khách cũng đang ở gần 9 giờ rồi quý vị, 8 giờ 45 phút rồi. Nên lượng khách đi không có đông lắm. Ở phía xa xa là quý vị thấy là cái đền thờ chỗ anh hùng dân tộc Nguyễn Dương Trực đó quý vị. Ở bên tay phải con sông. Ở dưới sông là có những cái hoa đăng để mà tổ chức lễ hội hoa đăng đó quý vị. Đó là cầu đi bộ có cái màu đó quý vị. Cầu đó chỉ đi bộ được thôi chứ chúng ta không thể đi xe gắn máy qua bển được. Xe đạp thì có thể giáp theo để mình đi qua cũng được. Vừa rẻ vừa đẹp vừa sang lại vừa mốt thời trang luôn. Vì lấy tiền không cho không tiền vải luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trân trọng kính mời và kính mời. Di chuyển hơi khó khăn khi mà tới đình đó quý vị, hiện giờ đã có cầu rồi. Đây là nhìn từ cầu cống sông Kiên vô nè quý vị. Phía bên tay trái đó là chợ Vĩnh Thanh 2 quý vị. Còn đây là đường hướng vào khu thờ tự anh hùng dân tộc Nguyễn Dương Trực. Ở đây là đường Nguyễn Công Trứ thì phải. Đây là đường Nguyễn Công Trứ quý vị. Ở đây chủ yếu là các nhà trọ cho khách mà khi mà đi ra Phú Quốc hoặc là đi Nam Du hay là Kiên Hải thì có thể trọ ở đây. Ở đây trước đây là bến tàu cao tốc Super Đông đó quý vị. Hiện giờ cao tốc Super Đông đã dời qua khu 16 hectare rồi. Xa đó là các cái võng để mà cho các du khách thập phương khi mà đến đây thì có thể ngủ lại ở những cái võng đấy. Bên đấy là những cái hội chợ đang diễn ra đó quý vị. Phía trước đình Nguyễn Dương Trực nè quý vị. Đây là các đại hoa đăng khổng lồ nữa quý vị.
Đây là các chạy cơm để phục vụ các khách thập phương ở xa tới đó người. Sau đây Lâm sẽ đi vòng ở đây. Đây là chạy cơm số 3 rồi. Đây là chạy cơm Chi Lon Buffet. Ở đây có rất là nhiều loại thực phẩm đang được chuẩn bị sẵn rồi quý vị. Đây là khu vực mà nãy Lâm có nói là các cái võng để mà phục vụ khách thập phương ở xa đây. Bánh bao đây, bánh bao nóng hổi. Đây là lối vào để mà khu vực thả đèn nè quý vị. Đã được làm lại đây. Đây là lối ra.
Rồi xin mời quý vị hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo.